nữ lang thấu trời xanh. Chương 11. Vũ Phượng không muốn gặp Dân Phi nữa. Hai hôm nay nàng không ra ngoài hẻm theo lời dặn của chàng. Kể cũng lạ, tại sao chàng lại không đến kiếm nàng? Có thể chàng đã nằm liệt trên giường bệnh, không thể đi lại được. Nhưng tại sao A Sư vẫn không đến? Hay là chàng biết ý nàng rồi xa lắm hay sao? Ngày hôm nay không cầm lòng được, nàng đi ra ngoài hẻm thử dò coi. Quả thật không thấy xe ngựa, cũng không thấy A Siêu. Nàng thất vọng quay về căn phòng bé nhỏ, lúc nào cũng thẫn thờ như người mất hồn. Suốt ngày hôm đó, dù nàng ngồi cạnh cái bàn kê trước cửa sổ, chăm chú đọc cuốn Bài Ca Cuộc Sống. Đây là một cuốn tản văn, toàn bộ cuốn sách nói lên cách nhìn của tác giả đối với cuộc sống. Trong đó có đoạn viết: chúng ta cho rằng mọi sự vật vô cùng đẹp đẽ vì chúng ta đã từng yêu chúng. Hoa, chim, sâu bọ, cá, mặt trăng, mặt trời, tinh tú, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, quan hệ giữa người và người đều y hệt như nhau. Tôi đã mất đi tình yêu chân thật. Nỗi đau khổ và tuyệt vọng đó không khác gì rơi xuống một vực sâu thầm thẳm, không nhìn thấy đáy, mất hết ánh sáng, màu sắc và âm thanh. Cuộc sống còn lại chỉ là một cái vỏ trống rỗng, không còn ý nghĩa gì nữa. Đọc đến đây, Vũ Phượng kinh hoàng và xúc động. Nàng say sưa đọc và tưởng nhớ tới chàng. Bỗng hai con dao găm sáng lấp lánh để lên mặt bàn. Vũ Phượng giật mình, hốt hoảng ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt sắc sảo của Vũ Huyên. Nàng hết nhìn hai con dao găm, lại nhìn em gái, cuống quýt hỏi: Cái gì đây? Vũ Huyên ngồi xuống trước mặt chị hai: đây là hai con dao găm em mới mua về đó. Chị một cái, em một cái. Vũ Phượng trợn tròn mắt: để làm gì? Dao găm dùng để làm gì chị cũng không biết nữa hả? Chị coi đây nè, loại dao găm này có lỗ tròn một dây, có thể giấu kín trong người. Một là có thể tự bảo vệ mình, hai là khi đánh nhau có thể dùng đến nó. Vũ Phượng sởn tóc gáy: còn dao cứng thế này giấu trong người làm sao vậy nếu được? Khi mặc quần áo mỏng người ta sẽ trông thấy đó. Không, em giấu thử rồi. Loại dao găm này làm rất là tinh vi, vừa nhỏ lại vừa nhẹ, lại vô cùng sắc bén. Chị không muốn rớt bên hông, có thể buộc vào chân. Nếu như mà gặp tên cứu đêm họ Triển, không đến nỗi như lần trước thì mãi không được giao. Tay chân cuốn quýt cả lên. Vũ Phượng trợn tròn mắt nhìn em gái: em đã hứa với chị qua không bao giờ gây sự ở Đảo Nhiệt Lâu nữa rồi mà. Đúng rồi, em đã nói như thế đó. Ra khỏi Đảo Nhiệt Lâu em thích làm gì thì làm. Chị không nghĩ cũng có ngày em chạm trán với hắn tại một cánh đồng quan vắng hay sao? Làm sao em có thể chạm trán với hắn ở ngoài cánh đồng quan vắng như vậy được? Hiếm có cơ hội đó lắm. Chuyện đời khó nói lắm, huống hồ mình có thể tạo ra cơ hội mà. Vũ Quyên vừa nói vừa giấu con dao găm vào người rồi che quần áo ở bên ngoài cho chị gái xem. Chị xem nè, giống như vậy nè, có thấy gì đâu. Tất nhiên là lúc đầu hơi khó chịu một chút, nhưng đeo lâu sẽ quen dần. Chị coi những người lính bảo an trên người vừa đeo dao lại vừa đeo súng, người ta vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng đó thôi. Nàng kéo chị hai: em thử giấu vào người chị coi thế nào nha. Vũ Phượng hất tay em gái: chị không muốn. Chị không muốn hả? Tại sao chị lại không muốn chứ? Vũ Phượng nhìn thẳng vào mặt em gái đau khổ nói: chị từng cầm dao đâm người, chị biết tâm trạng của kẻ đâm người như thế nào. Chị không thể đâm lần thứ hai nữa đâu. Kể cả tên cố đêm họ Triển chị cũng không muốn đâm hắn hay sao? Không. Vũ Nguyên tức giận giẫm chân thình thịch: tại sao chị lại như vậy chứ? Vũ Phượng đau khổ lắc đầu: chị cũng không biết tại sao nữa. Chị biết là không làm nổi. Thường ngày chị đâm ăn tôi một bạch, hễ nhìn thấy con dao là chị run lên, ngay cả cắt thịt chị cũng không muốn. Chị biết mình là đồ vô dụng, không làm được việc gì nên thân, nhưng còn biết làm thế nào được hơn nữa. Vũ Quyên nói giọng thay thế: chị đâm tên Triển Nhân Phi, không phải là tôi màu bạch. Chị đừng có lầm lẫn. Nàng bước tới giật lấy cuốn sách: chị không nên coi lại sách bậy bạ này nữa đâu. Vũ Phượng hốt hoảng đưa tay ra lấy lại cuốn sách, nhìn Vũ Quyên với ánh mắt gian lên: chị không còn đi ra hẻm gặp bọn họ nữa, chị không muốn gặp anh ấy nữa. Chị xem xét, đâu có phản bội em. Cho chị xem, cho chị xem đi. Chị nghe lời em rồi, em đừng lấy cuốn sách của chị nữa được không? Vũ Quyên buông tay, Vũ Phượng cầm lấy cuốn sách ép vào ngực như vừa lạc được một củ quý. Vũ Quyên giận dữ nhìn chị gái: chị không muốn đeo con dao găm này phải không? Không. Vũ Quyên bực tức cầm lấy con dao: chị không đeo em sẽ dùng cả hai con. Một con em dắt ở hông, một con em buộc vào chân. Khi nào gặp căn cứ đang hội chuyển, em dùng cả hai con luôn. Vũ Phượng ngơ ngác: em đừng chọn quả nhập ma nữa, đeo hai con lên người làm sao ra biểu diễn được. Lúc đang ca hát nhảy múa mà rớt con dao xuống sẽ làm trò cười cho thiên hạ đó. Thôi được, chị một con, em một con. Con của em giấu trong người, con của chị cất nó đi. Vũ Phượng cầm lấy con dao, một cảm giác lạnh lùng khiến cho nàng rùng mình.
nàng đi quanh nhà không biết giấu vào đâu. Bỏ vô ngăn kéo, nàng thấy không ổn, bèn lấy ra để vào tủ. Nghĩ một lúc vẫn thấy không ổn, nàng lại lấy ra. Nhớ sừng đỏ mắt nhìn quanh nhà, vẫn không tìm được nơi cất giấu con dao. Cuối cùng nàng giấu xuống cái đệm ở dưới gối, lúc đó mới thở phào một cái. Cất xong con dao, nàng ngẩng đầu nhìn em gái than thở. Chị không muốn mấy đứa nhỏ nhìn thấy nó, lỡ cô đem lấy ra chơi, không khéo lại mang dạy cho người. Nhớ Nguyên rời con dao gom bên hông, im lặng không nói gì. Sáng hôm sau, năm chị em Vũ Phượng cặm cụi làm việc. Nhỏ Tư ngồi bóc vỏ đậu, cô Năm mặc bộ đồng phục nhà trường. Chiều đến giờ học, hắn say sưa luyện tập bắn cung. Nhỏ Út đứng cạnh vỗ tay hoan hô anh trai bắn cung thật hết sảy. Nhớ Nguyên cầm lấy cái chổi tre bước nhà. Vũ Phượng cặm cụi lau cái bàn trên có cuốn bài ca cuộc sống. Có tiếng gõ cửa, Vũ Nguyên bước ra mở. Nhìn thấy A Siêu, nàng nổi giận, vội vàng cầm lấy cái chổi tre đập thứ bụi vào quát to: "Ngươi còn đến đây làm gì nữa? Cút đi!" A Siêu nhẹ nhàng né sang một bên. Nhìn thấy cô Năm, hắn vui vẻ gọi to: "Cô Năm chưa đi học sao? Đang luyện tập bắn cung à? Có tiến bộ chút nào không?" Bà đứa nhỏ nhìn thấy A Siêu thì ngơ ngác. Nhỏ Út thấy mặt hắn tím bầm, kinh hoàng kêu to: "Anh Siêu, mặt anh làm sao vậy?" A Siêu mừng thầm trong bụng: "Nhỏ Út, em còn kêu anh là anh Siêu, chứng tỏ anh đã không thương làm em." Hắn rời lên mặt, nói năng rất tự nhiên: "Chỗ này à, bị người ta ám hại đó." Vũ Phượng thấy A Siêu đến, mặt mày tươi tỉnh, đôi mắt sáng quắc. Tuy vậy, nàng vẫn sợ Vũ Nguyên không bằng lòng, nên không dám nói đầu ra. Vũ Nguyên lại bước đến gần người A Siêu, giật cao cái chổi quát to: "Ta bảo ngươi cút ra khỏi nơi này mà, có nghe không vậy?" A Siêu giật cái chổi trong tay nàng quăng xuống đất: "Sao mà dữ vậy? Sắp thành mẫu già xoa rồi đó, suốt ngày giận dữ có hay ho gì đâu. Có chuyện gì không vui à?" Vũ Nguyên quát to: "Mặc kệ ta, ngươi không cho chúng ta yên thân việc nhà ba bữa hay sao?" "Sao lại nói thế? Mấy bữa rồi tôi có đến quấy đâu, nhưng mà hôm nay thì phải đến. Có người buồn muốn chết rồi đó." "Cho hắn chết đi, ngày nào mà không có người chết chứ. Không ai cứu được hắn cả. Cứ cút đi cho ta, đừng thả thuốc mê ở đây nữa." A Siêu định xông vô nhà, Vũ Nguyên cầm cái chổi chặn ngang cửa: "Cô đừng tránh ra, tôi có điều muốn nói với Vũ Phượng cô nương." "Nhưng chị hai ta không có chuyện gì để nói với ngươi cả." "Cô nương là người đại diện cho Vũ Phượng cô nương à?" Hắn bực bội ưỡn cổ gào to: "Vũ Phượng cô nương, Vũ Phượng cô nương!" Vũ Phượng không thể lẩn tránh được nữa, vội vàng chạy ra: "Anh Siêu, mặt anh làm sao vậy?" "Kể ra dài dòng lắm, tôi bị người ta ám hại, mấy bữa rày không đến đây được." Vũ Phượng hốt hoảng: "Bị ám hại hả? Còn anh ấy có khỏe không?" "Không, không khỏe chút nào, cậu hai cũng bị ám hại." Vũ Phượng sốt ruột: "Sao vậy? Kẻ nào ám hại anh ấy? Hãy nói cho tôi biết đi, lẹ lên." "Kể ra cũng dài dòng lắm." Vũ Nguyên giận dữ cắt ngang lời hắn: "Cái gì mà kể ra cũng dài dòng lắm chứ? Ngươi làm gì được phép nói chuyện ở đây mà kể ra với kẻ giàu? Hãy cút ra khỏi nơi này với câu chuyện dài dòng của ngươi đi, ta đóng cửa lại. Nếu còn lì lợm, ta sẽ nói cô Năm được báo chị qua ngay lập tức đó." A Siêu lườm Vũ Nguyên một cái: "Định tao với ông chủ Trịnh cho người đến đánh tôi đấy à?" "Đúng vậy đó, ngươi làm gì được phép chờ ra nơi này? Hơn nữa, nhà này có ai muốn đứng tiếp ngươi đâu. Ám hại với ám lợi cái gì chứ? Ngươi đừng có bịa chuyện mà gạt chị Vũ Phượng nữa. Chị hai ta thật thà mới bị các ngươi gạt hết chuyện này đến chuyện khác đó." A Siêu nhìn Vũ Nguyên chằm chằm rồi nói giận đùng đùng: "Vũ Nguyên cô nương thật là hống hách và thích bắt nạt người khác. Tôi chưa hề thấy con gái nào mà ngang ngạnh như cô. Cô nương thử nghĩ xem, chúng tôi đã có hành động gì xấu xa với chị em nhà cô nương chưa? Trong câu chuyện này, không phải chỉ có chị em cô nương là nạn nhân mà cả chúng tôi nữa." Hắn vừa nói vừa kéo vạt áo đằng sau lưng lên để lộ những vết thương tím bầm. "Xem đây thì biết, có phải chúng tôi bị chuyện để gạt chị em cô nương không?" Vũ Phượng, Vũ Nguyên, Nhỏ Tư, Cô Năm và Nhỏ Út đều hết hồn. Nhỏ Tư hốt hoảng nói: "Tại sao lưng anh lại bầm tím như vậy chứ? Ai lấy dao quất vào lưng anh hả? Anh có đánh trả lại không vậy?" Cô Năm hỏi giọng con nhà giỏ: "Anh đánh nhau với ai vậy? Tại sao không dùng mấy chiêu tả câu quyền liên quan thối và thiết đầu cân đánh lại chúng? Tại sao lại để chúng đánh anh bị thương như vậy?" Bà đứa nhỏ thật thà hỏi hết câu này sang câu khác, dần dần không còn nghĩ A Siêu là kẻ thù nữa. A Siêu vừa kéo giặt áo xuống vừa nhìn ba đứa nhỏ, mở cờ trong bụng, hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói: "Còn có ai trong nhà này nữa không?" Vũ Phượng hối hả trả lời: "Không, mấy chị Nguyễn Nga, Trân Châu và anh Phạm đã đến đại ngược lâu sớm hơn rồi. Nói lại cho chúng tôi biết đi, chuyện gì xảy ra, kẻ nào ám hại mấy?" A Siêu nghiến răng dằn từng tiếng một: "Triển, Dung, Tường." Năm chị em kinh hoàng, Vũ Nguyên nhìn A Siêu chằm chằm: "Thật không? Anh không gạt chúng tôi chứ? Hắn đã dùng cái gì để mới bị thương như vậy chứ?" A Siêu thật thà nói: "Tôi gặp mấy chị em cô đương làm gì? Tên cú đêm họ Triển dùng roi ngựa đánh tôi đó." Vũ Phượng hồn siêu phách lạc: "Còn anh ấy thì sao? Có bị đánh như ông không?" "Chuyện này dài dòng lắm,
vào nhà tôi kể cho mấy chị em cô nương nghe. Vũ Quyên né sang một bên. A Siêu lẹ bước vô nhà, hắn kể tỉ mỉ các chuyện Dương Phi bị ám hại. Hắn bị trơn ngược lên đánh đập tra khảo. Khi biết Dương Phi bị thương, cả nhà đều kinh hoàng và xôn xao. Ông Giọng tung Dương Phi tự đâm vào người mình, hứa sẽ không truy nã chuyện này nữa cho mấy chị em nàng nghe. Vũ Phụ nghe xong kinh sợ vô cùng. Vũ Quyên cho đây là chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng. Ba đứa nhỏ nghĩ ngợi lung tung và căm giận kẻ thù của A Siêu. Đứa nào nghe xong máu trong người cũng sôi sùng sục, lòng căm phẫn trào dâng. Trận đòn độc ác của Dân Tường đối với A Siêu đã có hiệu quả. Lòng căm thù dữ dội của Vũ Quyên đối với Dân Phi và A Siêu giảm bớt rất nhiều. Biết Dân Phi bị thương lại còn bị thương, Vũ Phượng đau khổ lại càng đau khổ. Nàng khóc òa lên, ước ao một được đôi cánh bay đến chỗ chàng nằm. Bây giờ nàng mới thấm thía thế nào là ngày đêm thương nhớ hay đứt từng khúc ruột. Giữa lúc A Siêu kể chuyện hắn bị đánh đập tra khảo và câu chữ bị ám hại như thế nào cho chị em Vũ Phượng nghe, tại nhà hội triển, Vân Phi cũng không lẩn tránh được nữa trước những lời tra hỏi của bà Nhàn. Chàng kể cho mẹ nghe mình đã bị thương như thế nào. Nghe con trai kể, bà Nhàn sợ quá, trống ngực đập thình thịch, bèn hỏi liên hồi. Cái gì? Vũ Phượng đâm con à? Người con gái nguy hiểm như vậy, con còn đi lại với cô ta làm gì? Con làm cho mẹ sợ hết hồn đấy mẹ, Dương Phi buồn rầu nói. Con biết trước là không nên kể cho mẹ nghe mà. Mẹ nghe xong thế nào cũng nói những lời như vậy. Nghe con kể như vậy mà mẹ không hiểu được tâm trạng của nàng, không nghĩ đến nguyên nhân và hậu quả của nó. Mẹ chỉ biết trách người thôi. Mẹ rất thông cảm hoàn cảnh của cô ta, hiểu thấu lòng căm thù cũng như nỗi đau khổ của cô ta. Có điều cô ta đã đâm con, làm sao mà mẹ để cho cô ta gần gũi con được? Không được, không được đâu. Chúng ta sẽ lấy tiền bồi thường và bù đắp cho mấy chị em nhà họ Tiêu. Sau đó con phải xa lánh cô ta đi. Để mẹ đi bàn với cha con đã. Bà Nhàn nói chưa dứt lời đã dội dàng đứng dậy đi ra. Dương Phi hốt hoảng nhảy xuống đất, giang hai tay chặn mẹ già. Mẹ à, mẹ đừng làm cho vết thương của con bung ra nữa. Nếu mẹ đi gặp cha thì chuẩn bị lo hậu sự cho con luôn đi. Bà Nhàn sợ hết hồn, vội dừng chân lại. Con lên giường nằm nghỉ mẹ lên nha. Vậy mẹ có nghe lời con không nào? Nghe, mẹ nghe lời con rồi. Lên giường nằm lẹ lên con. Dương Phi lên giường nằm. Con biết rõ tính tình của cha, mới tìm mọi cách để giấu cha chuyện này. Con biết không bao giờ cha chịu cùng con bàn luận xem đâu là lẽ phải. Hoặc nghe con trình bày và phân tích nguyên nhân xảy ra chuyện này. Cha cũng như mẹ, chỉ biết bên con và tìm cách trừng trị chị em của ta. Cha chỉ đến sở cảnh sát, lên huyện hoặc một nơi nào đó là mấy chị em nhà họ Tiêu đi đời nhà ma ngay. Mỗi lần nghĩ đến đó là con rùng mình. Bởi vậy, nếu mẹ đi nói với cha, không khác gì mẹ cầm dao đâm con một nhát. Bà Nhàn lo sợ nói, chuyện đâu có trầm trọng như vậy, con cố tình theo dệt cho nó trầm trọng mà thôi. Dương Phi nhìn mẹ chăm chăm. Dù không trầm trọng, con cũng không thể để cho năm chị em nàng chịu bất cứ một hình phạt nào. Mẹ có biết không, Vũ Phượng mang dao đến Ký Ngạo Sơn Trang không phải để giết con, vì nàng không biết con đến đó. Nguyên nhân là sau khi nàng biết con là ai rồi, không còn muốn sống nữa, bèn đến sám hối và thú tội trước mặt cha nàng, rồi dùng dao kết liễu đời mình. Nếu không thương con tha thiết, tại sao khi biết con hội triển, nàng tuyệt vọng không còn muốn sống nữa? Điều khiến con kinh hoàng là nàng cho rằng con đã làm chủ tính mạng nàng, chứ không phải mũi dao nàng đã đâm con. Mỗi lần con nghĩ nàng có thể chết vì Triển Dương Phi, con cũng có thể chết vì Tiêu Vũ Phượng. Bà Nhàn run sợ trước tình cảnh mãnh liệt đó của con trai. Con lại dùng những lời lẽ nặng nề và từ ngữ bóng bẩy nói với mẹ nữa rồi. Quả thật tình cảm của nàng đối với con vô cùng mãnh liệt. Một cô gái yếu đuối như nàng lại có thể đổi tính mạng của mình cho tình yêu. Thái độ của Vũ Quyên cũng khiến con vô cùng xúc động. Cô ấy có thể hy sinh tính mạng của mình để trả thù cho cha. Họ là một cặp chị em vô cùng kỳ lạ. Bó đuốc nhà họ Triển đã hun hút hai chị em nàng thành hai ngọn lửa trực sáng, nóng bỏng, sáng lạn, hấp dẫn và nguy hiểm. Đúng, hai tiếng nguy hiểm con vừa nói khiến mẹ hồn siêu phách lạc. Cô ấy đã đâm con, làm sao mà con còn kết hôn với cô ta được? Khi mà đã thành vợ thành chồng, bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể đâm con. Nhưng vì đau khổ và mệt mỏi lắm rồi, chàng thất vọng nói. Con đã bảo với mẹ không bao giờ nàng đâm con nữa. Mẹ muốn con có cuộc sống đầm ấm, hôn nhân hạnh phúc. Mẹ muốn con có một người vợ hiền, sanh con đẻ cái. Nhưng mà cái cô Vũ Phượng này quả là rất phức tạp con ạ. Nhưng vì đau khổ ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Biết làm sao được. Thưa mẹ, con rất muốn cái phức tạp đó, muốn lắm. Nhưng nàng lại không cần con, không thèm đến xỉa đến tên Triển Dương Phi này. Trong các cửa ải để tiến tới hôn nhân,
con chưa qua được cửa ải nào. Vậy thì thưa mẹ, mẹ đừng quá lo lắng về những chuyện xảy ra khi con thành gia lập thất với nàng. Điều để suy nghĩ là làm sao con mới lấy được nàng làm vợ. Có tiếng gõ cửa, hai mẹ con cùng im lặng. A Siêu từ ngoài bước vô, mặt mày hắn tươi tỉnh, đôi mắt sáng ngời. Vương Phi nhìn thấy gã đầy tớ, trong lòng xao xuyến vô cùng. Thế nào rồi, ngươi có gặp được Vũ Phượng không? Không phải giấu giếm gì nữa, mẹ ta biết hết mọi chuyện rồi. Vâng, tôi đã gặp Thiên Cô Nương. Vương Phi dồn dập hỏi, nàng thế nào? Thiên Cô Nương ốm và xanh xao, nhưng không làm sao cả. Cô Vũ Quyên chặn cửa lấy chỗ trai đánh tôi, không cho vào gặp Tiêu Cô Nương. Cô ta xỉa xói chửi bới tôi một hồi, kết quả Dương Phi sốt ruột vô cùng. Kết quả ra sao? Tôi giận quá bỏ về. Dương Phi trợn tròn mắt, thất vọng thở dài. Trời ơi, sao ngươi lại vô dụng như vậy? A Siêu cười khì, lấy trong túi áo ra một phong thư đưa cho cậu chủ. Cậu tin tưởng tôi một chút có được không? Làm tôi đưa tin cho cậu, tôi đã làm hỏng việc của cậu lần nào chưa? Tiêu Cô Nương nhờ tôi đưa cho cậu cái này. Dương Phi lườm A Siêu, giật lấy phong thư, dội dàng mở ra coi. Trên lá thư chỉ có bốn câu viết bằng nét chữ sòng bay phượng múa. Thương nhớ muôn ngàn lần, oán hận muôn ngàn lần. Thương nhớ đến bao giờ, oán hận đến khi mô. Dương Phi ép lá thư vô ngực, vui vẻ nằm xuống giường. Thật là một chữ đáng giá ngàn vàng. A Siêu mỉm cười. Bà Nhàn vô cùng xúc động trước tình cảm sâu sắc đó. Cái phức tạp đó biết ca hát, biết soạn nhạc, biết cầm dao đâm người, biết thương, biết hận, biết làm thơ và viết văn. Không hiểu nàng là một người con gái như thế nào nữa. Người con gái đó tối nào cũng ca hát nhảy múa, vui vẻ tiếp đại khách ở tiệm ca lâu Đại Nguyệt Lâu. Tối hôm đó, Đại Nguyệt Lâu dập nhiều tài tử danh nhân, khách khứa ra vô nhộn nhịp. Trong giờ nghỉ giải lao giữa hai xuất diễn, chị em Vũ Phượng lại xuống bàn ông chủ Trịnh tiếp khách như thường lệ. Dạo này hai nàng đã quen thân với những vị khách là bạn bè của ông. Được sự gợi ý công khai hoặc ngấm ngầm của ông chủ Trịnh, họ nể nang hai nàng, không sợ mó trêu ghẹo như trước nữa. Cơm no rượu say, ông chủ Trịnh và mấy người bạn ngồi chung bàn đánh bài người một biển, thử giận đỏ đen. Nhưng lúc hưng phấn, chị Hoa đứng cười nói vui vẻ, chị em Vũ Phượng đứng cạnh rất vui, một số người khác đứng chầu rìa xung quanh, cảnh tượng thật là náo nhiệt. Ông chủ Trịnh làm cái nãy giờ hốt bạc to. Giữa lúc mọi người chờ đón xem, hai con bài trên tay ông mấy điểm, Vũ Quyên đang đứng tựa người vào ông, vui vẻ nói to. Người mệt này, ông chủ Cao nói. Khó lắm, làm sao mà dễ dàng như vậy? Ông chủ Trịnh cười ha hả, vừa lấy ngón tay cái di động con bài, vừa di động được một con nữa. Một con lồi ra 5 điểm, những người chầu rìa xung quanh cùng oa lên một tiếng. Chị Hoa đứng cạnh cười nói, à, không là miệng vàng thì cũng là miệng bạc, nhưng miệng một nửa rồi đó. Ông chủ Trịnh từ từ di động con bài thứ hai, mọi người đều ưỡn cổ nhìn con bài trên tay ông. Ông chủ Hứa nói to, bốt này. Ông chủ Cao cũng hét ầm ĩ, mười. Những người chầu rìa xung quanh la hét ầm ĩ, thỉnh thoảng được đứng cạnh mấy ông chủ cô đánh bài, máu bởi đen thấm dần vào người Vũ Quyên. Tiếng la hét của nàng nghe rõ mồn một. Sáu nè. Ông chủ Trịnh đẩy mạnh con bài, bỗng xuất hiện 6 điểm. Ông quăng mạnh con bài nhựa xuống bàn, ngẩng đầu nhìn mấy con bạc cùng thử giận đỏ đen với mình. Đúng là 11 điểm. Xin lỗi các vị, tôi là hút bạc rồi. Ông đưa tay quơ sạch số tiền để trên bàn, những người chầu rìa lại bàn tán xôn xao. Ông chủ Cao nói, ông chủ Trịnh, đôi bàn tay của ông tối nay thật là hơn. Ông chủ Hứa thua toát một hồi hộp, gào to, cô Quyên, cô sang ngồi cạnh tôi có được không? Cho tôi hên lai một chút đi. Chị Hoa cười tết mầm, ôi Vũ Quyên à, em ra bên đó ngồi đi, kéo ông chủ Hứa ấm ức trong lòng đó nha. Vũ Quyên nhìn ông chủ Trịnh nũng nịu, không, tôi không muốn sang, tôi chỉ thích xem bài của người hút bạc mà thôi. Ông chủ Trịnh thích chí, cười to rồi đi tay giữa lông nuôi bàn tay của nàng. Cứ ngồi đây, cô là phúc tinh của tôi mà. Ông nhét tờ giấy bạc vào cổ áo Vũ Quyên. Đây là tiền thưởng của cô ha. Vũ Quyên cất tờ giấy bạc cười to. À, giá sao thế nào ông cũng hút bạc nữa cho mà coi. Ông chủ Hứa nói to. Ông chủ Trịnh, còn được thì chúng tôi không dám đánh nữa đâu. Vũ Quyên vừa cười vừa nói, vậy thì chọn con bài thật tốt vào nha. Vũ Quyên cười nói vui vẻ, khiến ông chủ Trịnh cũng như lây. Vũ Phương nãy giờ người yên buồn rầu nhìn em gái. Mọi người lại tiếp tục chơi dáng khác. Giữa lúc ai nấy đều đang say sưa theo dõi dáng bài, bỗng một giọng nói sang sảng vang lên. Hậu ban, cho ta một ấm trà lâm tĩnh, một ấm thiết quan âm, hãy dọn các món,
thịt bò xào dầu hào, tổ chiên xào đồ biển, móng heo, cánh gà, lưỡi vịt, đậu hũ khô, cá hấp hành xanh lên cho ta. Lẹ lên, lẹ 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 lẹ. Những người có mặt ở đó đều quay đầu nhìn lại. Vân Tường, Thiên Ngu cùng 4-5 tên lâu la ngồi chiếm chỉ quanh một cái bàn to đang cười nói quanh quanh. Giáo viên ưỡn người nhìn, Vũ Phượng ngơ ngác, mặt hai chị em bỗng tái mét. Chị qua đảo mắt nhìn hai chị em Vũ Phượng, nhắc nhở điều gì, rồi bước tới bàn Vân Tường tươi cười nói: "À, ngọn gió nào thổi cậu ba hội trưởng đến đây vậy?" Chị quay đầu lại gọi to: "Chú Phạm à, hãy vào bảo nhà bếp dọn rượu và nấu các món ăn. Trân Châu, Nguyệt Nga, mang trà và rượu lên đây. Có gì mang đây hết cho chị. Thiếu món nào bảo đầu bếp nấu ngay. Nói với đầu bếp lanh tay lanh chân, nấu lại các món ăn rồi đưa lên đây ngay." Trân Châu, Nguyệt Nga, chú Phạm vân vân dạ dạ, chạy đi tiếu tích như chiếc đèn cụ. Vân Tường hết nhìn chị qua, lại nhìn sang bàn ông chủ Trịnh nói to: "Tôi muốn mời hai chị em Tiêu Cô Nương sang bàn chúng tôi ngồi chuyện trò một lúc." Chị em Vũ Phượng đưa mắt nhìn nhau. Ông chủ Trịnh cao mày một cái, rồi nhìn sang Vũ Nguyên: "Thế nào, có cần tôi can thiệp hay không?" Vũ Nguyên long lanh mắt, lắc đầu nói lẹ: "Không cần đâu, để tôi qua đó." Ông chủ Trịnh thì thầm: "Không được gây sự đâu." "Dạ, tôi biết rồi." Vũ Nguyên đứng dậy, Vũ Phượng không yên tâm cũng đứng theo. "Chị đi sau đó với em." Ông chủ Trịnh ngẩng đầu ngó vô góc nhà, lập tức có mấy gã trai tráng lực lưỡng lặng lẽ bước đến đứng gần bàn Vân Tường. Thiên Ngô hết lắng tai nghe, lại nhìn xung quanh rồi thì thầm: "Phải cẩn thận, nhìn máy thật lắm." Vân Tường không để ý đến những lời Thiên Ngô nói, chăm chú nhìn chị em Vũ Phượng bước tới, thích thú nói: "Tuyệt, tuyệt lắm. Thật là thú vị." Vũ Nguyên hết hoang mang, nàng bình tĩnh và vui vẻ cười với Vân Tường, rồi nói giọng đanh đá: "Từ xa nghe tiếng kêu chí ché, tôi cứ tưởng có người săn đồ cứu ăn đêm hay cứu mèo. Thì ra là cậu ba nhà hội triển đây mà." Nàng vừa rót rượu vừa nhìn cả bọn: "Hình như chúng ta đã gặp nhau. Có phải mấy tháng trước mấy anh đã lập công trong vụ phóng hỏa đốt cái nhà Sơn Trang không nhỉ? Tôi xin kính mỗi anh một ly, chúc mấy anh đêm nào cũng ngủ ngon, đừng có nằm mơ thấy ác mộng. Chúc gia đình của mấy anh bình yên, hy vọng là không có ngọn đuốc nào đốt cháy nhà cửa của mấy anh." Vũ Nguyên uống một hơi cạn ly rượu, rồi dốc một cái ly cho mọi người coi. Sau đó nàng lại tiếp tục rót rượu. Thiên Ngô và mấy tên ngồi cùng bàn kinh hoàng nhìn nàng, không biết xử sự ra sao. Thái độ của Vũ Nguyên khiến cho Vân Tường thích thú vô cùng. Hắn cảm thấy hết sức kỳ lạ và vô cùng kích thích, bèn ngẩng đầu cười to: "Lời nói vừa rồi của tôi cũng muốn sặc mùi thuốc súng. Cô nương thật là quá đáng, thể nhìn thấy người là chửi bới lung tung. Hôm nay tôi đến đây để kết bạn, không phải để đánh nhau. Quá thật không đánh nhau làm sao quen nhau được chứ. Chúng ta thật là có duyên ha. Tôi xin rót rượu kính hai chị em cô nương một ly. Uống cạn ly rượu này, chúng ta biến thù thành bạn. Hai cô nương nghĩ sao?" Hắn ngẩng đầu uống cạn ly rượu. Vũ Phượng nhìn hắn chằm chằm, dù cố nén giận, nàng vẫn bực mồm nói: "Tại sao không lẩn trốn trong ổ của mình, cứ thích ra đây gây sự với chúng tôi? Muốn tỏ ra là người có tài ăn hiếp kẻ khác à? Quân quan càng thét trước mặt hai chị em tôi thì trở thành anh hùng hả? Nhìn kẻ khác đau khổ sung sướng lắm hay sao?" Vân Tường ấm ớ một lúc rồi cười nói: "Tôi cứ tưởng cô em già mồm, hóa ra cô chị cũng không thua kém gì." Hắn cầm ly rượu đến trước mặt Vũ Phượng cười: "Thật là xinh đẹp, cát hay, nói năng giỏi, làm gì mà không có người mê tước thò lò chứ. Thật ra thì anh hay em cũng vậy mà thôi, đừng hung dữ với tôi chị hai à." Hai tiếng chị hai hắn vừa nói ra khiến cho chị em Vũ Phượng lập tức thay đổi sắc mặt. Vũ Phượng chưa kịp nói năng gì, Vũ Nguyên đã hất ly rượu vô người hắn. Vân Tường đề phòng trước, né người tránh được, thuận tay túm lấy cổ áo Vũ Nguyên: "Thế nào, chỉ mỗi chiêu này thôi sao? Chị Hoa, chị nên dạy thêm cho cô ấy mấy chiêu nữa, đừng có lúc nào cũng té rượu vô thực khách. Loại rượu này đắt tiền lắm, uống vào mầm thì được, đổ đi đáng tiếc lắm." Chị Hoa vội vàng muốn dậy nói với Vũ Nguyên: "Vũ Nguyên à, em không được làm như vậy." Sau đó chị tươi cười nói với Vân Tường: "Có điều tại sao mỗi lần cậu ba đến đây là tiệm cao lâu chúng tôi lại xảy ra nhiều chuyện rắc rối như vậy? Cậu ba chê tiệm cao lâu chúng tôi nhỏ bé hay khinh thường tiệm của chúng tôi không có người làm chủ, rồi rủa rải đến đây gây sự cho vui vậy?" Ông chủ Trịnh tuy vẫn cười nói vui vẻ và tiếp tục đánh bài với bạn bè, nhưng luôn luôn đảo mắt nhìn cái bàn bộ Vân Tường ngồi. Vân Tường vẫn túm lấy cổ tay Vũ Nguyên, nghe chị Hoa nói vậy hắn tươi cười: "Chị đừng giận,
Chúng tôi không dám coi thường tiệm Cao Lâu Đãi Nguyệt Lâu đâu. Chúng tôi đâu dám đến quấy rầy quý tiệm chứ. Xưa nay tôi vẫn ngưỡng vọng chị và ông chủ Trịnh, muốn kết bạn từ lâu. Tối nay tôi đứng trước mặt mỹ nhân có đôi chút hí hửng, có điều gì sơ suất mong chị bỏ qua cho. Chị Hoa thấy mặt hắn tươi cười hớn hở, giọng nói từ tốn thì ngồi xuống. Lý Quyên lườm hắn một cái, lúc lắc người hé nụ cười từng tứ. Anh định tính lấy tay tôi đến khi nào đây? Không sợ tôi đau và người ta chê cười hả? Dân Tường nhìn nàng không chớp mắt. Ủa, tại sao bỗng dưng ăn nói ngọt ngào và dịu dàng như vậy ta? Nếu tôi buông tay cô ra, chắc chắn cô sẽ lại cho tôi một cái bạt tai nảy đâu đớn. Lý Quyên cười từng tứ. Tôi đã hứa với chị Hoa không bao giờ gây chuyện tại Đãi Nguyệt Lâu này rồi. Nhưng ở nơi khác, ngoài cánh đồng chẳng hạn, thì tôi sẽ... Dân Tường cảm thấy có điều gì khăng khác, trợn tròn mắt. Giọng nói của cô em có vẻ khác thường, như là đang dọa dẫm anh. Định hẹn anh đến cánh đồng nào đó hay sao? Lý Quyên mỉm cười dịu dàng nói. Có dám cùng tôi đi ra cánh đồng nào đó không? Chắc lại sợ tôi muốn bị thủ tiêu phải không? Có phải cô em muốn thế hay không? Anh chỉ sợ trước khi anh bị thủ tiêu, cô em đã về chầu âm phủ rồi thôi. Nếu Phượng nghe nói vậy, toát mồ hôi hột, bỗng đứng phắt dậy. Nữ Quyên, sắp ra trình diễn rồi, chúng mình vào thay quần áo đi. Chị Hoa cũng hùa theo. Phải đó, hai chị em đi thay quần áo lại lên đi. Nữ Quyên đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Dân Tường. Lúc đó hắn mới chịu buông tay nàng ra. Khi rút tay về, nàng trồ lên mua bàn tay hắn một cái, tủm tỉm cười, rồi quay bước. Dân Tường nhìn cái bóng đằng sau lưng nàng, lòng rộn ràng vui sướng. Chị em Vũ Phượng vừa đi khỏi, ông chủ Trịnh bước đến trước mặt chị Hoa và Dân Tường tươi cười nói. Chị Hoa, tôi muốn đãi cậu ba chuyển. Chị tính tiền bữa nhậu tối nay của cậu ba và bạn bè của cậu vào sổ của tôi. À cậu ba, vừa rồi nghe cậu nói muốn kết bạn cùng chúng tôi, thật là buồn ngủ gặp chiêu manh. Chúng tôi cũng có ý định đó, cậu thấy thế nào? Mời cậu sẽ ngồi bên bạn của tôi. Mấy ông bạn của tôi cũng muốn làm quen với cậu lắm. Dân Tường cười to rồi đứng dậy. Thấy các ông đánh bạn vui vẻ, tôi cũng đang ngứa tay ngứa chân đây nè. Ông chủ Trịnh nói. À vậy được, mời cậu nhập cuộc luôn ha. Thiên Du nhìn Dân Tường nháy mắt, có ý bảo đừng sang. Hắn giờ như không nhìn thấy, vội vã bước sang bàn ông chủ Trịnh. Ông lần lượt giới thiệu từng người, sau đó mọi người cười nói vui vẻ, cảnh tượng vô cùng thân mật. Dân Tường ngồi xuống, chị Hoa cũng trở về chỗ ngồi của mình, rót rượu gắp thức ăn cho hắn. Chiếu Phạm, Trân Châu và Nguyệt Nga rối rít cả lên, thật là náo nhiệt, mọi người lại lao vào cuộc đỏ đen. Vừa đứng phòng quá trang, Vũ Phượng nắm tay em gái xúc động nói. Em định làm gì thế? Định đánh cuộc với tên cứu đem họ chuyển à? Giá mày này nguy hiểm lắm, bất luận em suy nghĩ như thế nào hay có kế hoạch gì, chị cũng mong em hãy từ bỏ nó đi. Em nghe rõ chưa đúng không? Em thử nghĩ coi, hắn đâu phải là một kẻ ngốc. Hắn biết chị em mình muốn thủ tiêu hắn, dễ gì hắn lại bất lương. Em thu là điều chắc chắn rồi. Vũ Quyên hất bàn tay chị ra, đi thay quần áo, rồi nói giọng hồn nhiên. Không chịu vô hang cọp, làm sao mà bắt được cọp con chứ chị? Vũ Phượng càng hốt hoảng, vội vàng bước đến chỗ em gái. Vũ Quyên, không được, không được đâu. Đến vô hang cọp, em sẽ bị cọp ăn thịt, mảnh xương cũng không còn, đừng nói đến chuyện bắt cọp con. Thằng cứu đơn nhà họ Triển này có một cô vợ xinh đẹp, lại tiếp xúc với đủ loại gái, bởi vậy không bao giờ hắn mê em đâu. Nhưng vẫn muốn cùng em chơi trò nguy hiểm, không cẩn thận em sẽ mất cả chị lẫn chài. Vũ Quyên ngẩng đầu nhìn chị, tuy có vẻ nao núng nhưng nàng vẫn nói giọng kiên quyết. Em không sợ, chỉ cần hắn bằng lòng chơi trò nguy hiểm, em đã có cơ hội rồi. Nàng nhìn xung quanh rồi đưa hai ngón tay lên môi. Ở đây tai dắt mạch rừng, không phải là nơi nói chuyện đó. Chúng ta không nên bàn chuyện này nữa chị hai à. Hãy để cho em đánh canh bạc này với hắn đi. Vũ Phượng lại càng hốt hoảng, đau khổ và lo lắng. Đây không phải là một canh bạc. Nếu là canh bạc, có thể thua và cũng có thể thắng. Đây là em muốn đi thí mạng, chắc chắn em không có một chút cơ hội nào cả. Nàng nói khẽ. Em còn gói đồ dự danh chủ Trịnh đó. Em không biết ông ấy có hàng đống vợ lớn, vợ bé, tuổi tác là sắp xỉ ba chúng ta. Vậy mà em đang nghĩ gì, gia đình làm gì đó. Thôi, xin chị đừng nói nữa. Sao chị vẫn chưa thay quần áo vậy? Em sợ muộn rồi đó. Vũ Phượng cảm thấy thương tâm, âu sầu và đau khổ vô cùng. Em Nguyên, chị rất buồn, chị cảm thấy em đang trụy lạc. Vũ Nguyên hất ngược đầu nhìn chị hai với ánh mắt sắc sảo. Đúng là em đang trụy lạc, bởi vì trong cái thế giới tàn khốc này, muốn sinh tồn, muốn không bị người khác nề nén và lăng mạ một cách nhục nhã, thì phải từ bỏ niềm kiêu hãnh không đáng giá một chân của chúng ta, phải từ bỏ cái tôn nghiêm chết tiệt đó đi.
muốn đạt được mục đích gì đó, không thể bỏ qua một thủ đoạn nào cả chị ạ. Vũ Phượng mở to mắt nhìn em gái, nàng cảm thấy Vũ Hương đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Em thử nghĩ, nếu như ba còn sống, ba có cho phép chị em mình chuyện làm như thế này không? Em xin chị đừng nhắc đến ba nữa, đừng nói nếu như nữa được không? Đừng lây cái thuyết nếu như của người nào đó nữa. Trên cuộc sống không có chuyện nếu như, ba chúng ta cũng không còn sống trên đời này nữa. Nhưng mà nàng ghé vào tay chị gái nói rất khẽ, kẻ mà giết cha chúng ta đang sống nhăn răng, hắn đang rượu chè vui vẻ ngoài kia kìa. Vũ Phượng rùng mình, Vũ Nguyên ngẩng đầu nhìn chị hai cười, mắt hơi đẫm lệ. Chị đi thay quần áo đi, chị em mình lại lên sân khấu ca hát thêm một lúc nữa. Chị em Vũ Phượng cố nén những điều tâm sự xuống tận đáy lòng. Hai nàng lại lên sân khấu, vui vẻ hát một đoạn trong vở tuồng Lương Sơn Bá Trước Thanh Đài. Giọng ca của hai nàng lại khiến cho ca lâu đãi nguyệt lâu ồn ào nhộn nhịp hơn. Tối hôm đó, Vũ Nguyên ca rất mùi, múa rất dẻo. Ánh mắt sắc sảo của nàng luôn luôn hướng về phía bàn ông chủ Trịnh, khiến cho bạn bè của ông hết sức vui mừng. Thỉnh thoảng ông và Dân Tường cũng ngừng tay nhìn Vũ Nguyên ca hát trên sân khấu. Dân Tường cười nói quang quang, hết sức ca ngợi chị em Vũ Phượng. Hả chị em ca hát thật là hay, người là đẹp tuyệt vời, người đẹp, ca hay, diễn xuất tốt, thật là tuyệt diệu, không trách gì tiếng tâm vang vọng khắp Đông Thành. Ông chủ Trịnh nhìn hắn mỉm cười. Đãi nguyệt lâu nhờ có hai chị em Kiêu Cương Đương mới nổi đình đám, nhưng mà cũng gặp phải nhiều điều rắc rối lắm. Dân Tường cười ha hả nói. Có ông chủ Trịnh đã đâu, ai còn dám nhổ răng trong mầm cọp chứ. Ông chủ Trịnh cũng cười theo. Hay lắm, hay lắm, chỉ sợ có kẻ coi tôi là con cọp giấy thôi. Hai bên cùng nhìn nhau và hiểu hết ý nghĩa những lời đối phương nói ra. Trên sân khấu, chị em Vũ Phượng hát xong đoạn cuối cùng, bèn tay dắt tay cùng cúi đầu chào khán giả ở phía dưới. Kế đó, hai nàng đi vô sân khấu với tiếng vỗ tay ầm vang như sấm dậy. Ông chủ Trịnh ghé tay nói với chị qua điều gì, chị lập tức đi vô phía sau sân khấu. Ông chủ Trịnh lại cùng Dân Tường tiếp tục thử giận đỏ đen. Gặp lúc lên, Dân Tường thắng luôn mấy gián, lúc nào hắn cũng cười tét mồm. Chị em Vũ Phượng thay xong quần áo, cùng nhau đi đến bàn ông chủ Trịnh. Ông nhìn thấy hai nàng, vội giơ tay gọi. Nè, hai chị em tới đây. Chị em Vũ Phượng cùng đi đến bàn ông. Vũ Phượng ngồi xuống, Vũ Quyên kiếm chỗ ngồi cạnh Dân Tường. Bỗng ông chủ Trịnh nghiêm nghị nói. Vũ Phượng và Vũ Quyên, hôm nay tôi đứng ra làm kẻ hòa giải, hai cô nên nghe lời và nể mặt của tôi. Từ nay trở đi hãy xóa bỏ mọi chuyện ân oán với nhà họ Triển, các cô nghĩ như thế nào? Chị em Vũ Phượng im lặng. Chị Hoa nói chen vào. Đúng, mọi người đều biết ở Đồng Thành này có câu Triển Nam Trịnh Bắc, có nghĩa là Đồng Thành do họ Trịnh và họ Triển khống chế. Hôm nay hai họ đều có mặt ở đãi nguyệt lâu này, hai họ nên hòa khí với nhau. Riêng tôi hy vọng quý vị hòa khí và thay phiên nhau đến làm chủ đãi nguyệt lâu. Các vị thì vui vẻ, tôi đây thì ăn nên làm ra. Ông chủ Trịnh cười ha hả. Chị Hoa tính toán khá lắm, hay nhất là thay nhau làm chủ, quý vị đừng quên câu đó. Khách khứa ngồi cùng bàn cười nói vui vẻ, không khí thật là hòa hợp. Nhưng Tường nhìn Vũ Nguyên cười ha hả. Vũ Nguyên, cô đừng thấy thế nào, muốn tôi bày tiệc rượu xin lỗi hay không? Vũ Nguyên hết nhìn ông chủ Trịnh, lại quay sang nhìn Dân Tường cười nói. Nói vậy là gây khó dễ cho tôi rồi. Nếu tôi nói không, sợ ông chủ Trịnh không vui lòng. Còn nếu tôi nói Dân thì tôi e học máu tươi ra mà chết đó. Dân Tường hỏi. Trầm trọng như vậy sao? Vũ Nguyên trợn mắt nhìn Dân Tường, rồi vừa hát vừa đi đến trước mặt hắn. Kẻ thù ơi, ta tí không thể mài ngươi ra thành bột, đốt thành tro. Dân Tường nghe hát như vậy, thích chí vô cùng. Hắn giơ tay ra ôm Vũ Nguyên. Lời ca hay lắm. Nếu là kẻ thù của cô nương có muốn mài thành bột, đốt thành tro, hết luôn lại nấu, cũng không biết phải làm thế nào. Mọi người cười ồ lên, Vũ Nguyên cũng cười theo. Ông chủ Trịnh vui vẻ nói. Hay lắm, cười rồi, cười rồi. Dù thù quán sâu sắc như thế nào, cười một cái là xong ngay. Chị Hoa, bảo nhà bếp dọn thêm mấy giò rượu nữa, tối nay chúng ta vui vẻ uống một bữa thật no đây. Dân Tường nói thêm. Đánh một bữa cho thỏa thuê luôn. Người rất rượu, kẻ xa bài, cảnh tượng thật là náo nhiệt. Vũ Nguyên lặng lẽ đút mảnh giấy vào tay Dân Tường, rồi nói khẽ. Về nhà hãy xem, phải giữ bí mật nha. Dân Tường ngơ ngác, nhìn dáng điệu tình tứ của Vũ Nguyên, hắn thật là hưng phấn. Hắn cảm thấy sốt ruột, không thể chờ đợi đến khi về nhà,
bèn đi vào bên trong, mở tờ giấy của Vũ Nguyên ra xem, thấy có mấy chữ: sau 2 giờ chiều ngày mai gặp nhau ở miếu Thành Hoàng, liệu có dám đứng một mình hay không? Dân Tường cười, mở cờ trong bụng. Đây là trò chơi mèo vô chuột mà. Nàng tưởng nàng là con mèo sao? Nàng tưởng nàng có thể vô được con chuột này hả? Nàng đâu có biết, ta đây mới là mèo, sắp sửa vô con chuột cái hổ tiêu. Hay thật là hay, thử xem kẻ nào lợi hại hơn. Hắn trở về chỗ ngồi, đưa mắt nhìn Vũ Nguyên, tỏ vẻ nhận lời. Thấy thái độ của Vũ Nguyên và Dân Tường như vậy, Vũ Phượng cảm thấy xôn xao trong lòng và hết sức kinh hoàng.